nơi như sấm vang trời. Kia đồn hùng binh chiến thắng cờ trong gió tung bay, công chúa Thiên Kiều, Thiên Kiều, Thiên Kiều, người đời nghe tên hãy kinh. Thiên Kiều, Thiên Kiều, nàng là bóng tối âm u. Nàng là hiền thần của loài quỷ dữ, thân gươm đao bước chân đi cái bao sát người. Nàng là cánh hoa tươi bao sương máu. Thiên Kiều ơi, Thiên Kiều ơi. Nghe đây, nghe đây, ở nhà dân chúng phải đồng bào từ gian nghe cho rõ. Hôm nay công chúa thắng trận trở về, khi đoàn mười ngựa của công chúa đi qua, tất cả phải quỳ sát về đường cúi đầu cung thỉnh. Nghe đây, nghe đây. Khổ cho dân chúng nữa rồi. Cái bà công chúa này phải đi tới đâu thì có tiền hô hậu ổn, gặp ai bà cũng giết, đẹp hơn bà cũng giết, xấu hơn bà nói thấy gớm bà cũng giết. Một người công chúa đẹp đẽ vậy đó mà người đời đặt cho cái tên là ác quỷ. Ủa cháu? Dạ. Cháu là ai mà sao mà lẩn tránh vào đây? Dạ cháu nghe loa có công chúa Thiên Kiều sắp tới cho nên cháu chạy vào đây nè, chứ đâu phải đi lạc. Đúng rồi, cháu vào đây lánh nạn là đúng đó. Bởi vì dạ, cái bà công chúa Thiên Kiều này bà độc ác lắm. Người xinh đẹp như cháu đây mà gặp bà đó ha, khó mà thoát khỏi kiếp nạn đó. Lão bá ơi, viên trang này là của ai mà trồng toàn là mai trắng không vậy lão bá? Của cậu chủ tôi. Cậu ấy là dòng dõi quý tộc, nhưng mà không có thích sống trong nhung lụa bạc vàng, mà thích rời đây mai đó rồi thổi sáo ngâm thơ vậy thôi à. Chẳng hay Lệnh Tông Đường của công tử vẫn còn khỏe mạnh hả lão bá? Song thân thì đã cởi hạt quy tiên. Chủ tớ tôi cũng như là con chim sổ lồng rời đây mai đó. Dừng lại đây chỉ có mấy cái mùa đông thôi. Đó mà cháu thấy đó, cậu tôi trồng cả một cái vườn mai trắng vậy đó. Cháu thấy coi có đẹp không? Dạ, dạ đẹp, thật là đẹp vậy đó. Chưa đâu, còn đây nè. Đây là cái gốc lão mai mà cậu tôi yêu quý nhất đó. Ôi, một gốc lão mai cứng mạnh như tùng bách. Từng cánh mai trắng to lớn và đẹp vô cùng. Mà từ lâu nay tôi không có hay biết. Dạ, nhà cháu ở cạnh nơi này đây nè. Ở đâu cháu? Ở phía bên kia bờ con suối. Vậy sao? Lão bá ơi, tại sao mấy tuần nay lại vắng đi tiếng sáo vậy lão bá? Là bởi vì cậu chú tôi bận việc đi xa nên là vắng tiếng sáo mấy tuần qua. Mai ơi, Mai ơi, con đâu rồi Mai ơi? Cha, cha ơi cha, con đây nè cha. Kìa Mai. Dạ. Trời ơi, con ở đây mà làm cho tìm muốn học ơi. Về, về, về. Trời ơi, nguy hiểm lắm. Về, về, mau đi con. Cha, cha, cha cho con ở lại đây chơi một chút xíu nữa nghe cha. Không được con ơi, công chúa Thiên Kiều sắp đi ngang qua đây. Về, về mau đi con. Lão huynh nè,
Không có sao đâu lão huynh, đừng có sợ. Đây là viên trang của cậu chủ tôi. Bà công chúa bà không có thèm ghé mắt vô đây gì đâu. Lão đệ không biết đó thôi. Con gái tôi mới lớn lại có chút nhan sắc nên trong lòng lo sợ không yên. Dạ. Con hãy ra ngoài mà xem. Đường xá đã vắng, không còn một bóng người, vì họ khiếp sợ oai danh của Thiên Kiều công chúa. Dạ. Lão huynh à, lão huynh an tâm đi, không có sao đâu. Để cho cháu nó ở đây nó thưởng thức cái vườn mai đẹp, rồi chờ công chúa đi về đó. Cha con đi về có sao đâu. Lão đệ à, nhưng mà tôi không có an tâm. Thôi, không có nói cái gì nữa hết. Vô trồng uống với tôi chung trà, rồi chừng nào về cũng được, thấy không? Trời ơi, bà công chúa đi ngang qua đây nguy hiểm lắm. Không có ai. Lão huynh an tâm, không có cái gì đâu. Dạ, đây là lão ba. Bước đường mai trong nắng, hoa nở rộ sắc tươi, ngát hương thơm khắp trời, có non xanh mùa cà. Nghe mát chiều vàng chân, ta thấy ngời nắng ra. Một rừng mai hoang dã, khắp núi đồi phủ một màu tuyết trắng. Một rừng mai hoang dã cũng hân hoan chào đón công chúa Thiên Kiều. Bước ta đi trùng trùng tiếng ngựa hy quân reo, ta tạo dựng đất trời một mùa xuân nhan sắc. Các người nghĩ có đúng như vậy hay không? Bẩm nhân, một rừng mai tuyệt đẹp. Tuyệt đẹp à? Mấy cây mai vô lễ, sao dám nở ngát hương? Công chúa Thiên Kiều không tha thứ cho bất cứ một ai, dù là những cỏ cây quan dạ. Quân! Dạ! Chặt hết những cây mai đó cho ta. Đúng lên! Đúng lên! Tàn sát những thân quan, xưa nay ai lại đây lòng hờn giận cây cỏ vô tri. Ta phát ra tất cả mừng phải đắm đắm tư theo, hà uống cây cỏ vô tri mà mãi lại có lòng kinh thị. Sao giang tươi màu khi con đường không công đương bất giận. Nàng kia, câm miệng lại, nếu nàng không muốn mình dương vật tội tử. Tiện nữ xét thấy mình vô tội, vì tiện nữ chỉ xin tội cho Mai. Xin tội cho Mai à? Vậy nàng có dám lấy máu của mình để những cõi Mai kia được đâm chồi nảy lọc hay không? Nếu cần lấy máu mình để bảo vệ cái thơm cái đẹp đó thì tiện nữ không bao giờ hối tiếc. Khá lắm. Can đảm lắm. Cô bé kia. Dạ. Hãy lại gần đây cho ta được nhìn kỹ xem nào. Dạ. Thank you.
mặt lên. Các người thấy cô gái này như thế nào? Dạ bẩm, một cô thôn nữ nói đẹp tuyệt trần. Đẹp tuyệt trần. Quân đó kẻ đưa đi. Con chó, con chó, con nương, người ta có tội tình gì sao giết người ta? Tội gì à? Ta là công chúa Thiên Kiều, một con chim phượng độc nhất của Minh Dương. Vậy mà trước mặt ta dám khen một thôn nữ như ngươi đẹp tuyệt trần. Tiện nữ ngu muội, xin thất lễ với công nương, xin công nương xá tội. Bọn bần dân của chúng bay biết gì đâu là lễ nghĩa, trong khi 18 trấn chư hầu trước quy danh ta đều phải cúi mặt. Chỉ mà ngươi, dạ, ngươi lại dám ngước mặt nhìn lên. Dạ, dạ bẩm. Câm miệng. Ta là bó hoa hương sắc độc nhất của các loài hoa. Thế thì tại sao mi một cô gái quê ở chung thôn sơn mà nhan sắc yêu có ngạo mạn đó thì không thể nào tha thứ. Đó hoa chưa qua cái lần băng độc nhất chỉ có ta. Dạ bẩm công nương, cho tiện nữ văn hoa hình thế này ta dựng với mẹ nha. Không lẽ cái hay cái đẹp ở trên trời chỉ dành riêng cho người thương giá hay sao? Khốn kiếp à! Công nương, công nương ơi, máu của tôi đã đổ, xin người đừng tà sát những cây mai. Quân! Dạ! Tà sát những cây mai cho ta! Mọi người! Đi! Đi! Xưa nay chưa từng biết dung tha, sao bỗng dưng nghe tiếng sáo, ta thấy lòng mình khát khao một điều kỳ diệu. Quân! Dạ! Hồi cung! Mai! Mai ơi, con ơi, tỉnh lại! Không. Tình lệ ca sẽ đưa con về nhà. Mai ơi, Mai, trời ơi, con tôi, Thiên Kiều công chúa, con tôi có tội tình gì mà người lại ra tay tàn độc? Mai con ơi, Mai, Mai con ơi, cháu Mai đưa con về. Trời ơi, con tôi có tội tình gì? Con ơi, con ơi. Trời ơi! Lão Bộc, đường máy của ta, tại sao như thế này? Nhạc tại đây gió lạnh xe ra, sương rực, lung linh trên vấp lá. Chanh hoa mai nở rộ cười đưa tiền. Chuyện của mấy hôm lãng chú lòng không nguôi thương nhớ, ta vội trở về đây thì Mai đã chết. Mai hỡi Mai ơi, ta ngỡ rằng
Chú thấy tôi buồn, chú còn chọc ghẹo tôi nữa. Cây mai chết thì làm gì có máu đỏ. Cái gì? Cây mai chết. Hồi nãy giờ cậu than khóc là khóc cho cái cành mai này đấy hả? Ừ. Trời đất ơi, vậy mà tưởng đâu là cậu khóc là vì cậu thương xót cho cô Mai mới chết. Chỉ tội cho cha của cô Mai. Nhìn thấy con bị giết, không làm sao cản được. Mớ đất này đã có máu của cô. Tôi xin đắp lên cõi mai già đã chết và được cất lên tiếng sau để đưa hồn trinh nữ phút sau cùng. Mai gầy còn đó hồn lạc phách ta lại trơ đây tìm già bằng tiếng sao từ nay ngưng tắt hẳn bản làng hiu quạnh mai biết chăng. Nhân sinh tự cổ thùy vô tử, lưu thủ đăng tâm chiếu hạng thanh. Ta cởi do ngạo vũ sơn thùy, cứ ngỡ rằng trời đất lặng phong ba. Kiêu sa mà lòng tàn ác, người đã di con trong quốc đau thương, còn chút cha già cô đồng ở dương gian xin cứu mãn khai sinh mạnh vô hồn bỏ đi. Mẹ qua ta hiểu, lòng cũng thương tình, nhưng xác kia không còn nguyên vẹn dáng hình, khó mong cứu mạng hoàn hình, hãy tạm ẩn vào cội mai. Âu là duyên số sắp bài, trinh nữ đường hồn qua trinh. Từ nay con là cây sống ở dương trần, hãy dưỡng hồn chờ ta tìm xác cứu sinh. Con yên thân ta mới yên lòng,
cây có hồn người thì cai quan. Tiên sáu thần sẽ giúp hồn con thanh kiệm. Được lắm, ta sẽ giúp cho con tuệ nguyện. Người đẹp mà nét giàu quá, đổ ai biết được là hoa hay người. Hô biến. Nếu không có duyên tàu đi
lại rồi. Mình yêu nhau đúng nghĩa thanh cao, mai và sáu hòa chung ý nhạc. Thì như tâm ca bóng kia
người nỡ quên công lao hạng mã, chỉ vì không kiếm được chàng trai để công nương thỏa mộng tư tình. Hoàn thành tuổi đây há cần danh lời, như ngay lúc này đây người bắt tôi phải chết thì tôi cũng cam tâm mà chấp nhận rơi đầu. Đối với ta, vàng tất cả, không có vàng tất cả cũng chỉ bằng không. Ta sẽ sáng bằng tất cả để có được vàng. Muốn chi cái mạng của ngươi? Công nương ơi, cuốn đối này đã từng vào hiểm ra nguy, nhưng vẫn khắc cốt ghi tâm với bốn chữ chu toàn phận sự. Nhưng giờ phút này đây tôi mang trong mình an tưởng, với tôi đó cũng là bổn phận với công nương. Nhưng chỉ xin người ban bố chút tình thương cho xã Tắc Giang Sang và thần dân Trăng Hò, để mai sau người còn thương nhớ khi nhắc đến tên nàng công chúa Thiên Kiều. Người nhan sắc của nàng xinh đẹp biết bao nhiêu, thì xin hãy tỏ hương thơm của một loài hoa trát tuyệt. Còn giờ đây biệt để lần cuối cùng còn bổn phận với công nương, xin chính biệt. Khoan, đối với ta, nếu như không làm tròn quỷ thác thì đâu có thể nào chết một cách nhẹ nhàng như thế được. Công nương. Quân! Dạ! Hãy đưa khúc đôi vào chuồng hổ! Quân lệ mình! Đi! Công chúa, thêm cúng này lại dược đậm mau phải không con? Dạ môn tâu, khuất đó không làm tròn quỷ thác thì tội đó. Tội đó không đáng chết, vì một chàng trai xa lạ không biết rõ họ tên thì làm sao tìm được ông thiên tâm trái. Phụ vương, thôi, chuyện đã lỡ rồi. Hôm nay ta đến đây gặp con có một việc, chắc con còn nhớ tình giao hảo của cha với Chiều à Dương à. Hẹn ước trăm năm không xâm chiếm cõi bờ, cứu nhau lúc hiểm nguy thành một thế liên quân. Tâu, con hả dễ quên, nhưng nay ắt có sự lạ gì à. Giao hảo giữa đất ban, hôm nay thái tử Chiều đến đây muốn được cùng con diện kiến một lần. Con phải tự một mình nghe những điều nhạc quen tai. Công chúa, ta có thái tử Chiều như có thêm đôi cánh cho rồng. Nể lời của cha, con xin tuân lệnh. Ừ. Nhưng xin phụ vương nên khuyên chàng suy nghĩ cạn cùng. Giao thì dễ, nhưng khi ra thì rất khó.
công chúa, đối với người đã yêu con tha thiết, cha khuyên con nên xử sự khác hơn. Con không thể làm khác được. Vậy cha nên khuyên chàng đừng vào nếu sợ lúc trở ra. Cha có lời khuyên, nhưng người đã quyết một làm chồng con hay là phải chết mặt thôi. Thiền Kiều, cha khuyên con nên dừng tại háo sắc, vì có câu ác lai ác báo. Phụ vương. Thôi, con hãy vào chuẩn bị để diện kiến thái tử Chiêu. Đừng để Biên Thùy dễ động binh đao vì một công nương ngỗ ngược. Một con người đẹp như hoa tươi ngọc tốt mà tấm lòng lại ác độc hơn hổ báo sài lang. Thái tử Chiêu lên! Dạ, xin kính chào thái tử. Nô tỳ đã nghe danh thái tử Chiêu, bốn cõi danh lực, từng sống phá trận mạc, nhung mê đẫm máu thù, đầu giặc rụng như lá mùa thu. Nhưng ở nơi đây, thái tử sẽ là người chiến bại. Ta vào đây để diện kiến cùng gia nhân. Cầu tài, ta quyết định một nước cờ. Một nước cờ thua, xin thái tử nghe tôi khuyên dạy. Hãy dừng chân, đừng bước tới hiểm nguy. Thêm một mạng người, thêm một tiếng cười chẳng ích lợi chi. Chỉ một lần gặp gỡ, ta đã thọc thương trọn nhớ. Thái tử! Thôi, hãy để ta vào. Thái tử! Thái tử ơi, tiệm nô trẻ người nón già chưa hiểu hết nghĩa chữ yêu, nhưng thấy cảnh máu đổ thay bơi của những người tới trước. Bao tuấn kiệt cùng ánh sát thân tàn rửa, mà linh hồn chưa siêu thoát quốc hận trào dâng nức nở. Đã lỡ mà trở ra càng thêm hổ. Thuyền đã ra khơi ngày chi sông gió, ta nắm vững tay chèo dùng dậy giữa phong ba. Thái tử, vậy thì xin mời thái tử cửa vô định ngàn thu đang rộng. Dân tất cả đặt dưới chân ta, dân những gì kể ta nghe. Vàng bạc ngọc ngà, lúa là gẫm dốc. Còn gì nữa? Đây, thần Bách Chiến giặc sanh ra tử, xin cúi đầu đợi lệnh công nương. Chúng ta cùng thâu tóm cả tiểu bang về một mối, trước uy quyền của thái tử Chiêu và Thiên Kiều công chúa. Đừng nói nữa! Có xá gì mảnh đất Chiêu bé nhỏ? Việc tiểu bang nó mở rộng biên cương, há phải nhờ đến thái tử Chiêu ngươi giúp sức? Hãy
im đi đừng mơ ước xa xôi. Tài ngắn lắm, giới cao dần trăng bạc, xin thái tử hãy chờ nhau kiếp khác. Trời ơi, không lẽ đây là chim bao? Ước gì nàng nói dối, đâu đến nỗi lòng đau. Kề vai người ngọc dầu dây lát, trăm năm khanh tướng nghĩa gì đâu. Sông tương bắc giang nhiếp câu, mong nàng chỉ nói nửa câu ân tình. Ta đã hết lời khuyên can mà thái tử vẫn còn nuôi hy vọng. Kia bay bắn hổ giữa hai đường sống chết, một trở về cố quốc, hai vào chuồng giết hổ. Nếu như diệt được hổ, ta sẽ cùng chàng xe tơ kết tóc. Chọn đi. Trời ơi, ta những mong sớm dứt nguồn đông phong, để một sáng tinh sương ta vui thấy có cây đều thay lá. Có ngờ đâu bừng tỉnh giấc cô miên bên tai, như sóng rền gió chuyển, mộng trăm năm đã sụp đổ dưới chân. Đất ngã trời nghiêng, ta lên ngọn bàng hoàng. Ta đã từng kiêu hãnh và sanh ra tử, trước giặc thù ta chưa dư một vết thương. Vậy mà giờ đây như dao bổ như tôn chăn, ôi tê buộc tâm can như xé và xác thịt. Lửa tàn lùi xa trường băng tuyết, ngựa rú bồm hí lạnh giữa tàn quân. Xin hãy đừng mang tìm đến đức vua nhờ người nhà cô, vì đức vua rất nhân từ. Ai ra không, hoặc là ta chết, hay là bài hổ kia sẽ chết. Hãy cho một trang chỉ tướng không chịu có lời để được sống ô danh. Hãy đưa thái tử chiêu vào chuồng hổ. Ôi tình giọt mồ hôi thâm lạnh cả chu thân, tiếng hổ gầm thế tiết tử thần đang reo gọi. Nẻo về cố quốc dặm trường xa, dịu dời dặm hướng quê nhà bờ mịt xa. Ngày tương hội chỉ còn trong giấc mộng, phụ hoàng mẫu hậu ơi biết thẹn đến bao giờ. Dù thế nào ta cũng cảm đâm hồn lắm, nhưng chớ trêu thế chuyện nở duyên được phân định bằng một phen sinh tử. Không, ta là một trang danh tướng quyết công cúi đầu để chịu sống. Mời thái tử. Thái tử chiêu, thái tử chiêu đâu, thái tử chiêu đâu? Dừng vào chuồng hổ. Hả? Lệnh cho đầu thái tử chiêu trở lại cho ta, mau đi. Trời ơi, phụ vương. Công chúa, còn thấy máu tươi mới vừa giả hay sao? Phụ vương, con đã có lời khuyên can, nhưng mà chàng vẫn chọn con đường đi vào cõi chết. Dạ 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 dạ. Chuyện gì? Dạ
Dạ thái tử Chiêu đã bị mệnh hộ phanh thây. Rồi không lại. Trời ơi, thái tử Chiêu đã chết. Khi biết được tin này, Chiêu chúa sẽ đoạn tình giao hảo. Rồi đây ta muốn qua sông cũng khó bắt câu, vì Chiêu chúa là mỗi chư hầu lẫn quốc. Muôn tâm phụ dương, nếu như Chiêu Băng trở mặt thì con sẽ ra tay. Chỉ trong chốc lát, nước Chiêu sẽ đầy những năm mồ qua. Thôi, chúa, con lúc nào cũng ra tay tàn nhẫn, không nghĩ đến mạng người và cấm dốc gian sang. Phụ dương. Dạ. Dạ đã tìm được người khỏi sao? Được, đưa nó vào tù hổ. Chỉ là một nho sinh, một nhà công không có tài thao lược. Nếu như mà đưa vào chuồng hổ thì cha chống hại và chân. Đó là cha chiều ý con, chứ phải nào cha ra tay tàn độc. Nhưng mà cha chỉ là một nho sinh, được ngôi phò mã là hiền danh. Còn thái tử Chiêu vừa gã tư sinh này là người con yêu. Công chúa không thấy gì yêu mà bỏ đi niềm đùm quân. Hãy đưa nó vào chuồng hổ giữ cho ta. Phụ dương, lệnh vua đã mang ra là chiều theo ý con chọn người lãnh ngôi phò mã. Con chê thái tử Dương Tông đi đắm mê một thần dẫn thông giả chế, vì một phút mộng mơ mà con thay đổi cả tâm tình. Nhan sắc kiêu sa mà không có tính nhân từ, là công chúa mà thích cầm gươm ngồi trên yên ngựa, nghe tiếng rên rỉ quan hầu mượn điên xuôi chạy chim ca, thích xem mạng người ngã được dưới chân, rồi uống những tiếng cười ngao ngày. Ta là vua mà lại bất lực với người con gái mà ta quý yêu như ngọc như vàng. Con biết mình không làm tội ý phụ dương, lần đầu tiên trong đời con xin phụ dương cho con được cùng chàng si tư kết tóc. Ta không thể nào hiểu được ý con, yêu một người mà không biết rõ họ tên lại ra tay tàn độc cho thái tử Chiêu, một anh hùng đảm lược. Phụ dương, những kẻ như thái tử Chiêu đang phải gửi thân vào chuồng hổ, sao phụ dương lại đang tâm hờn trách ra lệnh giết người mà con đã đặt trọn niềm yêu. Tháng đợi ngày lũng tàn cánh cung quê cô liêu, nhìn lá hoa tàn hoa gió lùa sông cửa trắng soi bóng nhung gấm vàng son mai yêu một mình. Phụ dương ơi, nếu như không có chàng đời con sẽ tẻ nhạt biết bao nhiêu. Xin phụ dương hãy xét xui lòng con trẻ, nếu chàng chết đi con nguyện suốt đời cô độc. Cha đã vô tình giết chết đời con. Thôi, cha hiểu rồi, con hãy vào trong. Cha cần gặp người mà con đem lòng yêu mến. Phụ dương, đi đi. Phụ dương, đi đi. Tuân lệnh. Quân. Dạ. Đưa chàng thổ sáu đến đây cho ta. Quân đi. Muôn tâu
Tiện dân Lý Nam Nam được lệnh đứng hầu, kính chúc thánh thượng tuế tăng vạn tuế. Tòa miệng lễ, Lý Nam Nam hãy bình thân. Đa tạ. Nghe ta hỏi, quê quán nơi đâu, cha mẹ thế nào, hãy tâu trình cho ta rõ. Muôn tâu, song thân sớm cải hạt quy tiên, tiện dân cùng với lão bộc sống đời lãng bạc, kiếp lưu linh nên khoa cử chẳng màng. Khoa cử ra sao, sửa tôi nâng khăn thế nào, hãy nói. Muôn tâu, tiện dân có năm đến rừng làm rẫy, sống đời đạm bạc, nên không dám mơ chuyện lứa đôi. Tâu, tiện dân nghĩ rằng giạc ho thóc dụng tay giấy máu, quyền thế công danh những mỉa mai. Học đòi khí khai, giọng lưỡi lũ cục định, tổ tiên ngươi tạo nghiệp phúc đức, nên một phút dừng chân của con trai ta, chỉ nghe tiếng sáo của ngươi mà đem lòng yêu mến. Vì vậy hôm nay ta đọc ngươi đến đây là muốn phong cho ngươi ngôi phò mã. Buông tâu. Thôi đừng tâu nữa, hãy quỳ xuống để bái mạng hoàng ân và nhận ngôi phò mã. Thật không chấp nhận. Tại sao? Tiện dân vô người thôn giả, bỗng dưng được phong làm phò mã thật bất ngờ. Ta cũng không ngờ chuyện lạ xảy ra, số mạng con gái ta thật kỳ lạ lạ kỳ. Vì ta hỏi ngươi hãy trả lời cho thành thật, vì sao ngươi không nhận ngôi phò mã là như thế nào? Hãy trả lời ngay, không được chần chờ. Muốn tâu, thần chỉ yêu một góc mày. Ngươi nói sao? Ta nghe hay là ngươi nói thật? Ngươi chỉ yêu cõi mái mà không yêu người à? Tiện dân nói ra là kẻ giữ lời, công chúa tuyệt vời nhưng tôi chẳng hề yêu. Sao? Ngươi không yêu công nương, cũng không nhận ngôi phò mã, hay là ngươi muốn được làm vua? Muôn tâu, ngồi báo cung son đối với thần không đáng kể. Thần nghĩ rằng mình là kẻ bất tài, dù có ngồi trên ngai vàng cũng chỉ để hại dân hại nước. Nhưng công chúa chỉ biết yêu ngươi và muốn được ngươi làm chồng. Ngươi chỉ được phép nhận chứ không được phép chối từ. Muôn tâu, tiền dân quyết yêu mai bên mái tranh tường đất, thật không chấp nhận. Không chấp nhận à? Vậy ngươi hãy nghe rồi cho rõ, đây là lệnh truyền xuất quân với 3.000 chiến mã, đến từ giảng viên hết trẻ già và chặt hết cỏ cây qua lá. Bệ hạ. Thôi, quân. Bệ hạ, xin chớ xuất quân, tôi đã bằng lòng. Ngươi bằng lòng à? Được, quân. Trời ơi, người ta dùng bạo lực buộc tôi phải bóp nát con tim khóc nghẹn cười đau bên cuộc đời dương già. Chỉ e giường cũ làng xưa vì nhớ vì thương mà mai vàng gió thân gầy. Dòng mái hoàng cung sừng sững nếp vàng son, xa mã rộn ràng ta vẫn thấy cô đơn, ai cười cợt riêng lòng mình băng giá. Nhớ ngày đi mai rung rinh trước gió, sạc trắng hương trên bàn bạc với trăng thề. Con gái của ta đang mỏi mòn chờ đợi, ngươi còn ở đó mà than qua khóc liêu. Nếu ngươi không bằng lòng thì dân chúng dùng từng dạng sẽ chết, còn nếu ngươi bằng lòng thì sẽ được hưởng vinh sang. Bệ hạ,
tiện dân sẽ ở lại đây làm con tin cho bệ hạ yên lòng. Nhưng bệ hạ nhớ cho rằng vì lương tâm đứng trước những người sắp chết, vì sự bình yên của thôn xóm bản làng, thần chấp nhận xe duyên. Chứ đối với thần, việc sống thác xem tở trò chơi, hạnh phúc gì đâu khi đem bảo quyền cưỡng ép. Từ nay nẻo về cô thôn dặm ngàn cách trở, biết gửi ai về trút cạn niềm thương. Ôi cao quý thay tấm lòng trong sang thanh cao, trong mai lá đơn sơ mà đạn mặt là trang tuấn kiệt. Không ham bả giàu sang lại giữ lòng thanh khiết, con ta chọn không lầm ngôi phò mã tương lai. Muôn tâu ta chỉ thử lòng ngươi thôi, chứ chuyện nợ duyên ta không hề ép. Chỉ sợ ngươi không qua được ải con ta. Quân đưa Lý Nam Nam vào diện kiến cùng công chúa. Sáo của chàng, tiếng sáo đã bao lần làm cho lòng ta say đắm. Lý Nam Nam kính chào công chúa. Lý Nam Nam, chàng tên là Lý Nam. Mời chàng. Mời chàng hãy cạn chén quỳnh hoa, mừng ngày đôi ta được tương ngộ. Là chàng đã đồng ý làm phò mã. Vâng. Phò mã ơi, tiếp như đang chập chờn giấc điệp, lạc bước đến thiên thai. Hương lên suối tóc dài, vàng rêu lung linh sông. Đôi tay ôm bên mộng thuyền ngửa vừa láo máu tanh kiếp bạc, trời Nam Thành khói huyện chưa lan, ba quân ngã nghiêng tuần rượu khải hoàng. Một lúc dừng chân nghe tiếng sáo giặt diều chơi dơi cao vút, từ đó lòng thiếp cứ dâng dâng bao niềm thương nỗi. Mai bên nhà. À,
đông sáng mà mơ giới mộng cùng người cao sang, xin cho tôi được cứu từ. Khoan đã, chàng đừng đi vội vã. Kìa, sao trong ánh mắt của chàng đầy vẻ ưu tư? Hay là chàng nhớ nhà? Vách lá mái tranh thì có gì đáng nhớ? Hãy quên đi, hãy quên đi phò mã của thiếp ơi. Ở nơi đây địa vị cao sang, đây hoàng cung nhung gấm sông vàng, và đây nữa cả tâm thân ngà ngọc. Công chúa ơi, trái tim tôi nào phải đau gỗ đá, nhưng tâm tình của nàng tôi không dám nhận, vì tôi đã chốt thề. Chàng thề với ai? Lời thề chứng có núi sông, tuy không gối chân nhưng lòng đã gửi lòng. Vậy cô nương nào vậy? Không, không có cô nương nào cả. Tôi chỉ yêu một gốc mai. Mai, mai, mai! Chỉ vì những cội mai vô tri vô giác mà chàng chẳng yêu ta. Lý Nam Nam, chàng quá đổi giải khờ. Quân! Dạ! Hãy chặt hết những gốc mai trên mặt đất. Công chúa, trong tay nàng của quân Cơ Quý Vũ thì trên mặt đất này không còn thân cây sao? Phải. Mai có thể bị gươm bén cường quyệt đốn trụi, nhưng còn rất dễ thì chồi non sẽ vươn lên. Công chúa ơi, tội tình chi mà để cây cỏ héo tàn? Khát vọng của ta là chàng phải thuộc về ta. Thân mai chết nhưng tình tôi không chết. Đừng hoài công lay động trái tim yêu. Đầu hoàng hôn thôi thức bóng nắng chiều, qua đêm tối bình minh trời lại sáng. Ai, ai cấp được biển đông sóng chiều cuồng lớn? Vậy thì ai, ai ngăn được dần dương chối rạng giữa không gian? Lý Nam Nam, Lý Nam Nam ơi, ta tha thiết yêu chàng. Đừng, đừng để ta phải gian sinh cầu lũy mãi. Sức mạnh đôi tay ta đầy quyền lực, khắp bốn phương phải phất vụ cúi đầu. Sức mạnh đã bao lần gây thảm khốc đau thương, lửa trong tim không hề dập tắt. Hận càng sâu, hận càng sâu, lửa bốc càng cao. Sức mạnh trên đời đâu chỉ có gươm đau, khi chính nghĩa đứng lên đòi công lý, chỉ có tình yêu chung thủy mới là sức mạnh lấp biển dời non. Được, tạo ra sức mạnh của trái tim chàng. Một, dân trái tim yêu. Hai, chàng phải chết. Là kẻ sĩ chỉ sợ nhục chứ không bao giờ sợ chết. Làm chồng của ta, làm chồng của ta mà nhục hay sao? Phải, nhục với lương tâm phản bội lời thề, nhục với mình khuất phục trước quyền quý, nhục làm kẻ đầu hàng giành lợi, nhục làm chồng kẻ bạo ác xoáy lan. Lý Nam Nam, hãy tưởng ơn ta dù chỉ một ngày.
một giờ cũng ô danh khuất phục. Khốn nạn! Tại sao có kẻ vô tâm thẳng nhiên tờ chối lời yêu thương của công chúa Thiên Kiều? Tức giận ghen lên ta đã thương một cách điên cuồng. Lần đầu tiên ta bước vào trận chiến, ta lại chuốc vào mình sự thảm bại đau thương. Tại sao ta lại ngập ngừng run rẩy tay gươm? Người từ chối tình yêu, từ chối quý quyền danh lợi, hồn kẻ sĩ dương bền hơn thành lý. Chẳng không sợ chết, tình yêu là cái gì, mất mũi nó ra sao mà khiến cho chàng không mê đắm, không ham bá vàng, không ham địa vị cao sang? Lần cuối cùng ta muốn hỏi chàng, Tại sao chàng không ham bạc vàng, không ham địa vị cao sang? Tình yêu Mai và lòng liêm sĩ, tình yêu Mai và lòng liêm sĩ. Giang ta vào một tối để làm gì? Đây, giết ta đi! Hãy giết ta đi! Công chúa Thiên Kiều chưa một ai dám khinh khi. Công chúa Thiên Kiều chưa bao giờ chịu nhục. Dưới thép lạnh dán đầu rơi chứ hầu khuất phục. Vậy mà giờ đây ta không giết nổi một con người. Lần đầu tiên ta bất lực kiếm ai. Thank you.
tình con mơ. Ta mơ một giấc mơ đẹp nửa đời người. Trăm năm, chẳng lẽ chàng đã làm mồi cho Hổ Dư? Không! Lê Nam Nam! Đã mang lại cho ta. Chàng đưa lại! Giang Gia! Giang Gia! Chàng chờ ta đó! Đi! Đi đi! Chàng bước được bay trong nắng
tại chỗ này. Buông cô ra, buông cô ra, buông ra, lão buông. Dạ. Nghe... Sao cha lại ở đây? Con về nhà tìm cha mà không có gặp. Cha. Đứng lại. Lão Quỳnh, mà đưa lối quỷ đưa được. Bình tĩnh, hôm nay ta phải trả thù cho con gái của ta. Bình tĩnh Lão Quỳnh. Công chúa Thiên Kiều mi phải chết. Lão Quỳnh chết. Lão Quỳnh nè. Đứng lại. Chồng ta bảo đứng lại. Đứng lại. Lão Quỳnh. Đứng lại. Đứng lại. Mi phải chết. Lão Quỳnh. Xin cha. Trời của Thiên Kiều cũng chính là
của tôi. Cha. Con. Công chúa Tiên Kiều, người ở đâu? Người ở đâu? Con ơi, con đừng chạy. Công tử Liêm Nam đã về rồi. Công tử Liêm Nam đã về rồi, con ơi. Không được đâu cha ơi, con không thể nào gặp chàng với hình hài như thế này. Không được đâu cha ơi. Mai, con hãy bình tâm, con đừng sợ. Con đúng thật là Mai thì cậu Liêm Nam sẽ dễ dàng nhận ra thôi. Con đừng sợ, cứ tiếp chuyện với cậu đi con. Lão đệ ơi, con gái nó sốt lại thật rồi. Lão đệ ơi, công chúa Tiên Kiều, công chúa Tiên Kiều, người ở đâu? Người ở đâu? Ta nghe lão Bọc nói rằng công chúa Tiên Kiều dừng tại giường ba chúng ta. Ta cảm phật lo sợ. Ta sợ công chúa Tiên Kiều sẽ giết Mai. Mai ơi, ngày ta trở về đấy thì chỉ còn là tiếng lá rơi vô thôi, mà tiếng mai xưa thổ thể có còn đâu để cho ta ôm trọn nỗi thương sâu hơi linh hồn qua. Có xấu xa thế nào, ta vẫn yêu Mai. Mai ơi, hãy hiện ra đi Mai, hãy hiện ra cùng ta tương hội đi Mai. Lý Nam Nam. Mai. À, con cứu Thiên Kiều. Mai của ta đâu? Em là Mai mà. Không. Cho dù nàng có đổi tánh, tâm tình như thế nào, nàng vẫn là công chúa Tiên Kiều, không phải là Mai của ta. Em là Mai thật mà. Người đẹp mà nếp vào nhau như thương mà vui.
cợt đùa người hồ ý. Bao thương nhớ đợi nhờ dùng lại một phút giây. Dòng tay xa lạ dòng tay, chỉ mong tiếng nói đông say ân tình. Bao yêu mai không gì quá mai trắng, mà ta yêu gì màu trắng qua ta đây rồi. Bà con ơi, con mai không chạy bà con ơi. Lão đệ ơi, con gái đã sống lại rồi. Con gái con đã sống lại rồi, lão đệ ơi. Bà con ơi, con gái con đã sống lại thật rồi. Mai lại về bên ta, khi trời tàn bao dâu. Đất trời cao xanh chứng minh em